Chào các bạn, cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn và mục tiêu của Nga chính là các kho đạn, vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Và đây là một ví dụ. Trong một đoạn video được đăng tải hôm 23 tháng 7, tức là cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các pháo phản lực phóng loạt TOS-1A của Nga đã tập kích tiêu diệt nhiều kho đạn của quân đội Ukraine. Theo những hình ảnh từ video, một pháo phản lực TOS-1A có phù hiệu chữ Z đã liên tục nã đạn vào các mục tiêu của phía Ukraine. Quân đội Nga không tiết lộ vị trí cụ thể vụ tấn công này, nhưng khẳng định các pháo phản lực phóng loạt TOS-1A của quân khu miền Tây đã tấn công các kho đạn và cứ điểm phòng ngự của Ukraine. Đòn tấn công đã được thực hiện với sự trợ giúp của những phần mềm dẫn đường hiện đại nhất. Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A được đưa vào hoạt động từ những năm 1987 và là một trong những vũ khí uy lực nhất trong kho của pháo binh Nga. Được thiết kế để tiêu diệt bộ binh đối phương trong công sự và trong các xe bọc thép hạng nhẹ, TOS-1A có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy. Các loại đầu đạn này khi phát nổ sẽ gây ra sát thương rất lớn với sinh lực bộ binh của đối phương, chính vì vậy nó còn được gọi là hỏa thần nhiệt áp. TOS-1A được đặt trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và có tầm hoạt động tối đa 550 km, cùng khả năng bắn 30 hỏa tiễn trong vòng 15 giây. Tầm bắn hiệu quả của pháo phản lực này là khoảng 10 km. Bạn thấy thông tin này thế nào? Nếu bổ ích, hãy đừng quên bấm like và chia sẻ video clip này nhé!